Hello, xin chào các bạn quay lại kênh YouTube DT này channel của mình. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ up một cái con này thường người ta chạy BF trên xe. Đây là con người ta chạy BF trên xe mà này có 4 cổng nè, 4 cổng gigabit, 2 cổng USB. Rồi, thường người ta xài cái này là BF trên xe mà hôm nay mình đã up cái con này qua cái ROM là UFNWRT. Thì con này là đang sử dụng là RAM 2GB. Đây là cái nguồn của nó là nguồn 4A và một cái ổ cứng mSATA là 32GB. Đây là cái quạt, con này là D525 và cùng một cái cạc 4G đó là Serena 7455 các bạn. Rồi mình đang sử dụng là con Serena 7455 4G. Đây là cái thông số đây. Đó, đây là thông số mình đang kết nối với cái rồi, đây là cái thông số mình sẽ là cái thông số. Đó, đây là thông số, mình sẽ vô cái thông số các bạn coi thử nha. Rồi, nhập password, mình sẽ vô nhập password. Rồi, đó. Đây là cái mình đang chạy phiên bản UFNWRT ha. Đó, con này là đang chạy Anthem D525, tốc độ xử lý tới 1.8 nè. Tới 4 luồng là đang chạy bản UFN mới nhất là 19.7. Rồi. Đó, đây mình đang sử dụng là RAM 2GB. Và bộ nhớ RAM 2GB mình đang sử dụng nó còn chống được quá chừng luôn nè. Cái này là tải đã luôn. Rồi, đây là cái bộ nhớ kết của nó. Ở đây là cái IP4, cái IP4 và cái IP6 mình đang xài trên con 7455. Rồi, thì bây giờ mình vô cái mục Star View nè. Đây có một cái modem nè. Đó, một modem. Đó, mình sẽ coi cái con 7455. Đây là hai cái anten các bạn. Đây là con 7455 nè. Ở đây có chỗ gắn SIM ở dưới đây mà mình giờ lên đây cho nó tiện. Và đây là hai cái dây anten của cái con 7455. Nó ra. Đây, 7455. Sóng sánh đâu. Nhiệt độ đang là 40 độ, 41 độ C. Rồi bây giờ mình sẽ cái này thì nó sẽ kết nối được tới hai cái thiết bị luôn các bạn. Ví dụ đây là một cái cạc nè, thì các bạn có thể là mod thêm một cái cạc nữa cho nó có thể là chạy hai cái cạc một lúc. Rồi thì bây giờ mình sẽ test thử cái băng thông của con 7455 với hai cái anten của mía kết hợp với con PC router mình đang chạy UFNWRT. Rồi thì bây giờ mình sẽ test bằng cái savantest.net ha. Rồi mình đây là cái cộng dây lan ha, dây lan của con PC của mình ra. Rồi dây lan con PC mình ra. Rồi mình gắn cái dây lan này vô cái con máy tính của mình. Nó gắn cái con này vô cái con máy tính của mình. Rồi con máy tính của mình là cái màn hình đây. Rồi bây giờ mình sẽ test thử ha. Go. Mình đang test trên cái SIM Mobi ha, pin ở 20 là khá tốt. Cắn máu 100 luôn các bạn. Cái này chắc chưa nhiều người xài mà nó lên tới mức 100 luôn. Và chạy rất là ổn định nha. Ý mà chắc chưa nhiều người xài á, chậm chắc tối là nó lên mức cần cầu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử là một lần nữa ha. Thank you.
video đến đây của mình là hết. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like cũng như subscribe, bấm chuông đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video.